Hãy cùng tư vấn du học GSI tìm hiểu về văn hóa Ấn Độ, một kiến trúc Ấn Độ sở hữu những nét độc đáo. Trong thẩm mỹ với những hoa văn độc đáo xuất hiện ở trang phục, phụ kiện trang trí nhà cửa, đặc biệt lối kiến trúc nhà ở của Ấn Độ cũng mang đậm văn hóa của quốc gia này. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất tại Ấn Độ là Lăng tát Mahan với lối kiến trúc hồi giáo và Hindu. Cùng những chi tiết độc đáo ở mọi ngóc ngách của lăng, là một kỳ quan thế giới, Lăng tát Mahan được xem là công trình đẹp nhất của Ấn Độ. Những công trình nổi tiếng như Tat Mahan và các công trình kiến trúc có ảnh hưởng Hồi giáo là di sản từ triều đại Mapo. Chúng là kết quả của một truyền thống hợp nhất mọi yếu tố từ mọi phần của quốc gia. 2. Lễ hội, Ấn Độ là miền đất của hội trợ và lễ hội, ít nhất ngày nào trong năm cũng đều có hội trợ. Hội trợ và lễ hội đã làm phong phú thêm cho sắc màu đời sống xã hội của người dân Ấn Độ. Một số hội trợ và lễ hội quan trọng, hội trợ Puska ở Rajasthan, hội trợ hàng thủ công Mela ở Suratkun. Hội chợ Holi ở Bắc Ấn Độ, Pongal ở Tamil Nadu, Onam ở Kerala, Baisakhi ở Punjab, Bihu ở Assam, các lễ hội nhảy múa ở Khayuraho và Mamalapuram. V. VV, lễ hội Pò ẩm tại Kerala, Ấn Độ, ba ăn uống, nhắc đến ẩm thực Ấn Độ, ta không thể không nhắc đến curry. Một trong những nét đặc trưng nhất trong văn hóa ẩm thực của người Ấn, curry là một trong những món ăn bắt nguồn từ Ấn Độ và được sáng tạo theo nhiều công thức khác nhau ở mỗi nước. Tuy vậy, curry của Ấn Độ luôn được đánh giá là ngon nhất với những công thức gia vị đặc biệt tạo nên những hương vị độc đáo. Thơm cay riêng biệt, người Á Đông thường dùng đũa để gắp thức ăn, người Tây Âu dùng dao và thìa thì người Ấn Độ lại dùng tay. Một nửa dân số Ấn Độ ăn chay cộng thêm rất nhiều tôn giáo tổng cộng có đến hơn 2 triệu vị thần, nên người Ấn kiêng rất nhiều loại thịt. Đồ uống rất được ưa chuộng ở Ấn Độ, đặc biệt là bia, gin tonic và whisky, người thuộc đẳng cấp cao nhiều khi không uống rượu. Trong bữa ăn không dùng đồ có rượu, bốn, trang phục, trang phục truyền thống tại Ấn Độ khác biệt rất lớn theo từng vùng về màu sắc và kiểu dáng. Và phụ thuộc trên nhiều yếu tố, bao gồm cả khí hậu, các kiểu trang phục dân dã gồm sari truyền thống cho phụ nữ và đô ti truyền thống cho nam giới. Sari là trang phục bao gồm ba phần, phần áo ôm sát người hở eo, phần vải quấn quanh thân người. Đặc biệt dài chấm gót để che đi phần chân và phần vải để vắt chéo ngang vai, sari cũng thường được kết hợp với nhiều phụ kiện khác nhau như vòng tay. Vòng cổ, hoa tai thiết kế cầu kỳ, tạo nên sự lộng lẫy cho người phụ nữ, bạn có thể thấy phụ nữ có địa vị cao. Tầng lớp quý tộc sẽ có những bộ trang phục lộng lẫy hơn, trước kia tùy theo màu sắc của bộ sari người phụ nữ đang mặc mà người ta cũng có thể phán đoán ra hoàn cảnh của người mặc. Chẳng hạn như, phụ nữ quá chồng thường mặc áo sari màu trắng, không dùng trang sức cầu kỳ. Cô dâu trong ngày cưới luôn mặc sari màu đỏ, sari màu xanh lá dành cho phụ nữ đạo hồi, những phụ nữ có đẳng cấp thấp trong xã hội thì chỉ được sari màu xanh ra trời. Sari màu vàng sẽ dành cho phụ nữ đang có thai, và họ sẽ mặc màu sắc này liên tục trong 7 ngày. Đô là một loại trang phục truyền thống của nam giới, bắt nguồn từ một loại khố dài hơi bó sát từ thời tiền sử Ấn Độ. Đô ti thường mặc kèm với một chiếc áo orna hay chada được khoác thoải mái trên vai để che lưng và ngực cùng với một mảnh vải nữa để che đầu là tơ bẩn. Tại miền Nam Ấn, đô ti lại được mặc theo kiểu chiếc xà rông của người Đông Nam Á và Indonesia. Thường được sử dụng vào các dịp lễ hội văn hóa hay truyền thống, ở Bắc Ấn, đô ti thường được mặc cùng với cơ ta gọi là Doti Kota, hay Doti Panjabi ở phía đông, ở Tamil Nadu, nó được phối hợp với Angavastram, một loại áo quần tháo đường may quấn quanh người từ vai, hoặc với Chokka, một loại sơ mi ở Andhra Pradesh hay juuba một phiên bản địa phương của Kota. Doti được xem như một loại trang phục quan trọng trên khắp đất nước Ấn Độ, ngoài chính phủ và các dòng dõi quý tộc. Doti cũng là trang phục ăn mặc một cách nghiêm ngặt ở các câu lạc bộ trang trọng có quy mô lớn và các cơ sở khác trong các tôn giáo đô ti cũng được mặc khác nhau để phân biệt người theo tín ngưỡng tôn giáo nào nhưng những tín đồ này thường mặc hai màu cơ bản là màu trắng và màu hoàng thổ năm lễ cưới ấn độ trái ngược với phong tục tại một số quốc gia khác của hồi môn mà gia đình cô dâu phải đưa tới gia đình chú rể là một thực trạng xã hội đã tồn tại khá lâu ở ấn độ chú rể thường yêu cầu của hồi môn trong đó bao gồm một khoản tiền lớn các vật nuôi đồ nội thất và các thiết bị điện tử dẫn tới một thực tế ngày càng nhiều cô gái ở Ấn Độ khó lấy chồng. Khi số lượng của hồi môn không đủ theo yêu cầu, cô dâu thường bị quấy rối, bị lạm dụng và phải sống rất khổ sở. Việc hành hạ cô dâu có thể lên tới đỉnh điểm khi người chồng tương lai hoặc gia đình nhà chồng thiếu sống cô dâu. Mặc dù luật pháp ở Ấn Độ trừng phạt rất nghiêm khắc những kẻ giết người vì của hồi môn. Tuy nhiên, hiếm khi có người bị kết án do thẩm phán, thường là nam giới thường không quan tâm tới vụ việc. Các lễ cưới tại Ấn Độ luôn được tổ chức rất trang trọng với rất nhiều lễ nghi khác nhau. Đặc biệt khi đám cưới, nhà gái phải mang số lượng của hồi môn theo như nhà trai yêu cầu. Lượng hồi môn thường lớn và cô gái có gia cảnh tốt mới có thể lấy chồng dễ dàng hơn. Trong đám cưới, cô dâu Ấn Độ thường mặc sari màu đỏ với rất nhiều phụ kiện cầu kỳ. Đôi bàn tay của cô dâu sẽ được vẽ henna với rất nhiều họa tiết cùng tên của chú rể khi gặp nhau. Chủ rể phải tìm tên của mình trên tay cô dâu thì mới đến với nhau được, chỉ khi Henner mở hết đi cô dâu mới phải thực hiện nghĩa vụ làm việc nhà. Lễ cưới cũng được diễn ra rất linh đình với nhiều hoạt động ăn uống, múa hát thâu đêm. Người Ấn Độ rất thích ca hát, nhỏ múa, do đó có thể thấy những tiết mục truyền thống trong các lễ cưới thường vui tươi và náo nhiệt. 6. Giao tiếp, bắt tay quá chặt ở Ấn Độ bị coi là thiếu lịch sự, ở phía Bắc như Delhi, khi chắp hai bàn tay lại như để trước ngực hơi cúi đầu và nói namayji được coi là rất coi trọng người khác và cũng không nên bắt tay phụ nữ người ấn độ rất đa nghi và thường để ý ngay từ đầu để đánh giá người khác họ thường nói chuyện về gia đình bạn đừng ngạc nhiên khi người ấn độ tìm hiểu tỉ mỉ về gia đình bạn đã kết hôn chưa hoặc có phải đã ly hôn không con tên là gì vợ hoặc chồng năm nay bao nhiêu tuổi cricket bao giờ cũng là chủ đề thích hợp cho mọi dịp tiếp xúc với người ấn độ vì đó là môn thể thao rất được ưa chuộng ở nước này 7. Giờ giấc người Ấn Độ không phải không đúng giờ, nhưng chuyện đến muộn một tiếng đồng hồ là có thể xảy ra. Đặc biệt khi biết bạn cần cái gì đấy ở họ, dù vậy, nếu có cuộc hẹn với người một người Ấn Độ. Bạn nên đến chỗ hẹn đúng giờ vì không đúng giờ vẫn bị coi là không lịch sự, văn hóa Ấn Độ sở hữu nét độc đáo riêng trong lối sống. Tín ngưỡng và phong tục truyền thống, qua nhiều năm nét văn hóa ấy không hề mất đi mà vẫn được duy trì cho đến ngày nay trở thành một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch hàng năm. GSE là công ty tư vấn du học uy tín hàng đầu tại việt nam. các bạn học sinh và phụ huynh nếu có câu hỏi hay liên hệ ngay GSE để được tư vấn miễn phí nha